Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay Học lại mang về cho cô chú anh chị chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, đáng để cho cô chú anh chị cân nhắc khi mà mình vừa sử dụng gia đình với mức chi phí thấp, hoặc là anh chị phục vụ cho kinh doanh nè. Thì bên cạnh Học đây là chiếc xe Ford Everest được sản xuất vào 2019, đăng ký vào tháng 5 2020, một chủ mua mới từ đầu nha anh chị. Xe đã lăn bánh được 33.000 km, xe mình thì được trang bị động cơ 2.0 máy dầu kết hợp với số tự động. Và cái xe này trang bị động cơ 2.0 turbo của Ford này anh chị, thì mình sẽ được có cái công suất là 180 mã lực và 420 Nm. Nói chung là cái sức này thì cũng rất là dồi dào cho một chiếc xe 8 chỗ, 7 chỗ rồi nha anh chị. Thì chiếc xe này nó có mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của anh em Ford chia sẻ lại cho Học thì nó không có nằm ở đây đâu, mà nó là kết hợp anh chị. Khi mà anh chị đi kết hợp nó rơi vào khoảng 8 lít nha. Nó rơi vào khoảng 8 lít. Cái này là để chỉ tham khảo thôi. Cái này là Học có những cái anh em làm bên Ford và chia sẻ thực tế cho Học luôn. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu đối với 8 lít thì Học nghĩ nó rất là phù hợp cho anh chị đi một chiếc xe 7 chỗ có một cái form dáng nó to và nó rộng như thế này. Cái phiên bản MBNT này á, thì mình Học sẽ nhắc lại cái phần đầu xe nha anh chị. Phần đầu xe mình sẽ bị cắt đi cảm biến nè và đèn LED. Đó, nhưng mà mình cũng vẫn được trang bị projector. Anh chị nhìn cận vào giúp Học nha. Chiếc xe này đi chỉ mới 33.000 km thôi, nên là mọi chi tiết hầu như nó còn khá là đẹp và viên bản nha anh chị. Đó, anh chị thấy không? Đăng ký vào tháng 5 2020 thì chiếc xe này nó mới có hết nó hết bảo hành mấy ngày thôi. Đó. Với lại một điều đặc biệt của chiếc xe này, khi mà nó cắt option á thì nó sẽ được trang bị cái bộ mâm nó chỉ là 17 inch thôi. Đối với những cái phiên bản còn lại là 18 và 19 inch. Tuy nhiên anh chị, khi mà anh chị sử dụng cái mâm nhỏ này nè, cái bì bản vỏ nó dày á, thì anh chị đi nó rất là êm. Cộng với lại nó có những cái cục cao su á, chống ồn chủ động, nên là so với cùng phân khúc về độ ồn của máy dầu, chiếc Ford này là good nhất nha anh chị. Và sau đây Học sẽ mời anh chị cùng Học đi kiểm tra qua keo chỉ của xe. Xe thì bên Học cam kết với anh chị là còn nguyên bản nha. Còn nguyên bản và còn khá là mới. Anh chị nhìn vào trong cái khoang nội thất nè. Đây anh chị thấy không? Rất là đẹp luôn nha anh chị. Học sẽ ngồi ở cái hàng ghế bên phụ đầu tiên. Anh chị thấy không? Khi mà mình có một chiếc xe to rộng á, thì bắt buộc cái khoang nội thất ở trong đây mình sẽ cũng sẽ hưởng thụ được cái rộng. Đó anh chị thấy không? Mọi cái chi tiết ở trên đây nó còn nguyên bản và còn khá là đẹp. Xe này nó hơn đối thủ Fortuner mình hơn là hai vùng lạnh độc lập nha anh chị. Nó không có cắt đi cái vùng lạnh. Đó. Nó vẫn cái sử dụng cái đầu SIM 3, nên là anh chị nhìn nè, mọi chi tiết trên xe nó còn rất rất là đẹp nha cô chú anh chị. Với mức giá chỉ có 770 triệu và anh chị đã sở hữu được một chiếc xe Ford, chiếc xe đến từ Mỹ, chất lượng bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, với cái độ không gian ngồi khá là ổn. Đây anh chị, hàng ghế thứ nhất của Học hồi nãy là Học dư khá là nhiều, và đây là cái hàng ghế thứ hai nha. Và đây là cái hàng ghế thứ hai thì Học cũng ngồi rất là thoải mái vì nhờ chiếc xe này nó được cái rộng anh chị. Cái hàng ghế thứ ba của chiếc xe này á, thì để Học chia sẻ luôn, cái hàng ghế thứ ba, cái đầu gối mình là sẽ không thiếu, nhưng mà nó sẽ bị cái góc tựa lưng anh chị, nó hơi đứng một xíu nha. Cái góc tựa lưng này á thì nó ngồi được thôi, nhưng mà nếu mà được chọn lựa thì Học cũng không có thích ngồi ở hàng ghế thứ ba này đâu. Nên là nó chỉ là một chiếc xe 7 chỗ bình thường thôi, chứ nó không có giống như Innova đâu nha anh chị. Nhưng mà anh chị đi đường dài được, không có đến nổi giống như là CRV. Còn đây là cái phần đuôi xe, anh chị nhìn thấy không? Từ đèn nè, mọi chi tiết. Xe thì bên Học cấp giấy chứng nhận cho anh chị không đâm đụng, không ngập nước. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ tiết kiệm được 20 triệu phí biển số nha anh chị. Với 770 triệu mà anh chị đã có một chiếc xe số tự động máy dầu cao cấp 2019 nè. Đời cao anh chị, keo chỉ là còn nguyên bản hết nha anh chị. Sơn xi đồ là mới tinh. Và bên Học cũng đã diệt khuẩn khử mùi bên trong nội thất rồi. Anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi. Keo chỉ là xe này là hết bài rồi nha anh chị. Đi chỉ mới 33.000 à, một chủ mua mới, nên là chiếc xe này nó còn khá là đẹp. Ford Everest. Đối với anh em cùng phân khúc mà anh chị mua chiếc Fortuner 2017 á, thì nó không có số tự động nha anh chị. Máy dầu 2017 thì không có số tự động. Đối với chiếc xe mà anh chị bỏ ra tầm tiền tầm khoảng 700 mấy là anh chị chỉ mua được 27 thôi, máy dầu số sàn thôi. Còn mà nhỉnh lên 2018 mà máy dầu là giá nó cao nhiều lắm nha anh chị, nó hơn 800.
Anh chị nhìn nè, có tất cả các cửa gió ở tất cả các hàng ghế nè. Đó, và ghế da là mới tinh. Đây anh chị, mọi chi tiết anh chị nhìn qua những cái ốp ở đây nè, nó còn mới nguyên à. Hôm nay for Everest này nó cũng giật kinh lắm nha anh chị. Giá này nó còn có 777 triệu. Anh chị nào nhanh tay mua cái sản phẩm này rất là hay. Vì học nghỉ á, do là cái rẻ của chiếc xe này á, nhưng mà nó lại có lợi. Chẳng hạn giống như cái mâm nó nhỏ nè, mặc dù là nhìn về mặt thẩm mỹ á, thì nó sẽ không bằng những cái phiên bản premium. Cái mâm nó to hơn, nó đẹp hơn. Nhưng mà đối với có nhiều anh chị á, thì chỉ cần cái xe nó rộng rãi và form dáng xe thôi. Xe mình thì vẫn có cái thiết kế đồng hồ rất là đẹp ở đây. Anh chị nhìn nè, Odo của mình là 33.409 cây nha. Hai vùng lạnh độc lập nè. Khởi động bằng nút bấm thì chúng ta sẽ có tay nắm cửa thông minh, có đàm thoại rảnh tay. Nhưng mà mình sẽ bị cắt đi cái lẫy chuyển số thông minh rồi. Nhiều anh chị đi xe cũng ít có thường xuyên sử dụng cái lẫy chuyển số thông minh. Thì đó là những một trong những cái lý do mà tại sao Thái Học lại muốn nói với anh chị chiếc xe này nó phù hợp nè. Xe thì đã được chủ trước lên cho mình cái cam hành trình rồi nè. Ở mọi chi tiết chiếc xe này nó còn mới nguyên anh chị. 770 triệu thì Học cũng chưa bao giờ nghĩ mà chiếc Ford Everest 2019 như thế này mà lại có cái giá như thế này nha anh chị. Vì do là thị trường hiện tại xe cũ và xe mới cũng cạnh tranh nhau giảm giá nha anh chị. Xe thì mình sử dụng vô lăng là urethane thôi chứ chưa có bọc da. Vẫn xài cái màn hình SIM 3 nhưng mà rất tiếc là nó chỉ nhận diện giọng nói khi mà anh chị nói tiếng Anh thôi, nó cũng hơi bất tiện nha anh chị. Mình là người Việt Nam mà. Remote nè cũng khá là đẹp. Rồi, Học sẽ mời anh chị ra cái khoang động cơ. Chiếc xe này nó có cái điểm hay á là anh chị, so về cái độ cách âm khi mà anh chị đóng cửa nè. Anh chị ngồi ở trong xe, cái cách âm giữa những cái xe máy chạy ở ngoài á, nó cách âm tốt nhất phân khúc. Và thứ hai nữa là cái tiếng dội từ mặt đường lên nó cũng tốt nhất phân khúc nha anh chị. Cái này là do anh em những cái kênh xe lớn á, họ đánh giá bằng cái thông số luôn. Thì Học cũng nhận được thông tin và cảm giác của Học chiếc xe này nó cách âm rất là tốt anh chị. Đây. Đó, keo chỉ là cốp xe này là chưa ra nè, keo chỉ còn nguyên bản nha. Everest. Album 2.0 2019 và đăng ký tháng 5 2020. Và cái dấu son của cái khóa ở đây cũng chưa có ra nè anh chị. Đèn pin này, đèn pin dởm hay gì nó không. Đây nè anh chị thấy không? Đây nè. Đó. Đó anh chị nhìn thấy dấu son chưa? Những cái ngóc ngách ở trong xe thì bên Học cũng đã vệ sinh rồi, nó như là chiếc xe mới nè. Đó, không có khác chiếc xe mới nha anh chị. Đó, đầu của Ford nè. Khá là chất lượng. Trục bô điện nha anh chị, trục bô khiển bằng điện nè, hộp ECU ở đây. Đó, turbo nè. Anh chị thấy không? Chiếc xe đẹp không? Đó anh chị. Chiếc xe chỉ có 770 triệu, có số tự động, máy dầu. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Bên Học là làm đẹp từ trong ra ngoài. Rồi, Học sẽ mời anh chị đi sơ bộ qua một vòng chiếc xe này. Phiên bản MBNT 2019 đăng ký tháng 5 2020. Một chủ mua mới từ đầu và vỏ xe cũng là zin theo xe nha anh chị. Vỏ xe zin theo xe còn dày cui. Vì cái dòng SUV này cái vỏ xe nó rất là ít mòn. 7 chỗ nè. Gầm cao, rộng, bời thới, có thương hiệu luôn nha anh chị. Logo Ford này đi rất là giá trị. Xe đẹp từ trong ra ngoài. Chỉ có 770 triệu. Và xe này thì anh em Học cũng không có giảm nhiều nha anh chị. Giảm lọc. Vì Học cũng bán là giá đáy rồi. Nên là cũng tìm khách hàng thiện chí và có nhu cầu thật sự. Không có quan tâm nhiều quá về option. Và nó chỉ cắt những cái rìa ở ngoài thôi nha anh chị. Còn những cái hệ thống mà cân bằng chủ động, chống lật đồ đó này nọ là có đầy đủ. Và có luôn cái hệ thống là chống ồn tự động, nhiều lớp cao su để nó làm cho cái động cơ mình nó đỡ có vọng vào trong khoang động cơ. Và cái tiếng vỏ xe chạm với mặt đất nó cũng ít có dồn lên trên cái khoang nội thất. Nên là chiếc xe này đi rất là tuyệt vời. Với mức giá chỉ có 770, mang biển số thành phố. Anh chị nào đang có nhu cầu nhớ liên hệ ngay cho Học và Học tư vấn trực tiếp cho anh chị. Rồi, Học xin kết thúc video tại đây. Và bên Học đang có nhu cầu thu mua xe cũ với tất cả các hãng nha anh chị. Châu Âu, châu Á gì cũng có thu hết. Miễn sao không đâm đụng, không ngập nước, không tua km là bên Học mua hết nha anh chị.
Và học sinh kết thúc video, ta xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Học sinh chào và xin hẹn gặp lại ở clip sau.